không biết nữa, cậu quên tiêu đi. Cái đầu cái mở ra thì thấy có một cái bánh kem để là mừng sinh nhật mẹ Bảo Trân. Trời ơi, cảm động hết sức luôn rồi. Rồi em, những ngày làm dâu đó em có áp lực gì không? Dạ, lúc mà về làm dâu mẹ thì cũng áp lực, nói chung là cũng lo lắng. Tại vì từ trước tới giờ em sống ở nhà, tuy là chị hai nhưng mà cha mẹ lo, lo cũng không có bắt phải làm gì nhiều. Nhưng mà mình cũng về công việc gia đình thì mình cũng biết làm, nhưng mà gia đình mẹ thì phải nề nếp mình, với lại em là con dâu đầu tiên của mẹ thì cũng lo sợ mình làm nhưng mà không có theo ý mẹ. Nhưng mà lúc mà về thì mẹ cũng chỉ dạy rất là nhiều thứ, cái gì mẹ cũng góp ý nhẹ nhàng hết, chứ không có theo cái cách mình suy nghĩ là mẹ chồng. Con thấy con hợp mẹ được những điều gì? Dạ, con hợp với mẹ là về mua sắm và thích nấu ăn. Mẹ thích mua sắm luôn ha? Dạ, mua sắm đồ đạc cho nhà cửa. Về thời trang thì thấy sao? Về thời trang thì hai mẹ con cũng thích cái đẹp, nhưng mà mẹ thì thích cái đẹp mà kiểu mà đơn giản, còn con thì đẹp là người trẻ mà thì thích cái gì đó nó nổi bật một tí. Còn mẹ thấy mình với con dâu chưa hợp nhau điểm gì hả cô? Thấy nó thì cái gì cũng hợp đi, tại vì nó cô cũng thương nó lắm. Chồng đi làm ăn ở trên thành phố, đi ra trường rồi cái làm ở trên thành phố á. Dạ. Thành ra nó ở nhà một mình, nó nuôi con nó với cô người kia, thấy nó cũng buồn, người kia cũng thấy tội nghiệp lắm. Mà nó cũng biết tạo niềm vui cho nó. Nó mở quán trà sữa đồ này kia nữa, bán đồ buôn để mà tạo cái niềm vui đó cô. Dạ. Ra thấy thương nó chứ lắm. Rồi cái lúc mà chị sinh đẻ đó cô, mình chăm sóc chị như thế nào cô hả? Sinh đẻ thì lúc mà nó về quê mẹ của Trân đó, anh dâu á cô. Dạ. Thành ra có lúc mà 5 tháng thì cô rước nó về. À. Về thấy chăm sóc bé cũng hợp, nhưng mà đôi lúc thì nó cũng hay ép con nó ăn quá hà, đặng cho nó ham mập bự. Nó mới chịu. Dạ. Nó thấy nó đông mà mới có ăn một tô cháo hoặc tô bột gì đó, cái mới đây để cái đập chưa rửa nữa, cái pha thêm ly sữa tối nữa, đè nó đổ nhỏ nha, quay lại nhỏ đưa thằng nhỏ khóc thường quay vậy. Dạ, xin tự giới thiệu, tôi tên là Võ Thị Tư, 54 tuổi, quê ở thị trấn Lấp Giò, huyện Lấp Giò, tỉnh Đồng Tháp. À, cô Tư ha. Dạ. À, cô Tư làm gì ở Lấp Giò cô Tư? Tư ha, thì bây giờ làm nội trợ trong gia đình, phụ giúp nhiều khi chồng làm ruộng vườn á. Dạ. Xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, con chào chú Quyền Linh, MC Lê Lộc và chào khán giả của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Con tên là Trương Thị Bảo Trân, hiện tại thì đang làm nhân viên của một công ty tài chính. Hiện tại là con làm dâu mẹ đã được 5 năm rồi và có một em bé 3 tuổi rưỡi. Rồi, chúc mừng luôn, trai hay gái? Dạ, con trai chú. Rồi, chúc mừng luôn. Trước đó khi mà gặp đầu tiên mà khi chưa phải là con dâu đó, cô có ấn tượng gì con gái này không? Cái lúc mà khi mà trai nó dẫn bạn gái nó về, cái thấy bé này nó cũng nhỏ nhắn, người cũng tròn tròn, trời nghĩ bụng đấy, nhà thì có ruộng vườn, không biết cô ấy phụ giúp nổi không á. Mà thấy cũng xinh xắn, mình dễ thương, hiền, cũng ngoan. Ưng ý không? Rồi sau đó thì tuy là nhà lạ nha, nhưng mà đến thì cũng quét nhà, dọn dẹp rồi ra ngoài sân nữa, quét rồi gần gần đường đó, cái người ta đi ngang qua đường, cái người ta gặp người ta cũng dòm dòm, cái cô cũng thấy ưng ý. Gây thiện cảm ban đầu. Dạ. Quét nhà thôi. Quét nhà thôi. Dạ. Rồi còn chị, cái lần đầu tiên gặp mẹ chồng á, chị có ấn tượng điều gì không? Dạ, lần đầu tiên em gặp mẹ chồng của em á là lúc đó là chồng em dẫn em về á, và hai đứa quyết định là tiến xa hơn, nên là chồng em mới dẫn về ra mắt cha mẹ. Thì lúc đó là mẹ ở trong bếp á, mẹ đang ở bếp, mà lúc đó là nhà còn đang xài mà bếp củi á chú, mà trời thì mưa, mẹ đang đứng nấu ăn, nhìn thấy cái hình ảnh nó nhìn nó rất là đẹp luôn. Mà với lại lần đầu tiên gặp mẹ thì thấy mẹ đẹp, hình ảnh mà đẹp mà của người phụ nữ ngày xưa á chú, thì mình cũng cảm thấy là mẹ đẹp rồi á hả. Mẹ cũng nói chuyện, mẹ hỏi thì thấy mẹ cũng gần gũi, cũng vui vẻ, mẹ hỏi đủ thứ hết. Thì con đi về như vậy có mệt không, mẹ hỏi thăm đủ thứ hết á. Thì lúc đó mới về thì cũng cảm thấy run, tại vì lần đầu tiên về ra mắt á chú, cũng cảm thấy lo lo. Hãy đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu cùng hai MC Quyền Linh và Lê Lộc. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Sau đó về làm dâu thì sao? Có gì thay đổi không?
Cô này làm dâu thì cũng hoàn hảo, thấy nấu ăn đồ ngon, rồi cũng biết lo cho gia đình lắm, cũng biết quan tâm đến người khác này kia, như là cô này kia vậy đó. Dạ. Rồi cũng quan tâm được như là mấy ngày lễ mà sinh nhật của cô á, mua những món quà trên mạng mang về á, cô bất ngờ luôn á. Cái thấy có người giao hàng tới nói, cô ơi, có người ở trên thành phố á, kêu con á là giao hàng về cho cô á. Cái cô mới mở ra, thậm chí ngày sinh nhật của cô còn không biết nữa, cô quên tiêu đi. Cái đầu cái mở ra thì thấy có một cái bánh kem để là mừng sinh nhật mẹ Bảo Trân. Trời ơi, cảm động hết sức luôn rồi. Rồi em, những ngày làm dâu đó, em có áp lực gì không? Dạ, lúc mà về làm dâu mẹ thì cũng áp lực, nói chung là cũng lo lắng. Tại vì từ trước tới giờ em sống ở nhà, tuy là chị hai nhưng mà cha mẹ lo, lo cũng không có bắt phải làm gì nhiều. Nhưng mà mình cũng, về công việc gia đình thì mình cũng biết làm, nhưng mà gia đình mẹ thì phải nề nếp mình, với lại em là con dâu đầu tiên của mẹ thì cũng lo, sợ mình làm nhưng mà không có theo ý mẹ. Nhưng mà lúc mà về thì mẹ cũng chỉ dạy rất là nhiều thứ, cái gì mẹ cũng góp ý nhẹ nhàng hết, chứ không có theo cái cách mình suy nghĩ là mẹ chồng. Con thấy con hợp mẹ được những điều gì? Dạ, con hợp với mẹ là về mua sắm và thích nấu ăn. Mẹ thích mua sắm luôn ha? Dạ, mua sắm đồ đạc cho nhà cửa. Về thời trang thì thấy sao? Về thời trang thì hai mẹ con cũng thích cái đẹp, nhưng mà mẹ thì thích cái đẹp mà kiểu mà đơn giản, còn con thì đẹp là người trẻ mà thì thích cái gì đó nó nổi bật một tí. Còn mẹ thấy mình với con dâu chưa hợp nhau điểm gì hả cô? Thấy nó thì cái gì cũng hợp đi, tại vì nó, cô cũng thương nó lắm. Chồng đi làm ăn ở trên thành phố, đi ra trường rồi cái làm ở trên thành phố. Dạ. Thành ra nó ở nhà một mình, nó nuôi con nó với cô người kia, thấy nó cũng buồn, người kia cũng thấy tội nghiệp lắm. Mà nó cũng biết tạo niềm vui cho nó, nó mở quán trà sữa đồ này kia nữa, bán đồ buôn để mà tạo cái niềm vui đó cô. Dạ. Ra thấy thương nó chứ lắm. Là cái lúc mà chị sinh đẻ đó cô, mình chăm sóc chị như thế nào cô hả? Sinh đẻ thì lúc mà nó về quê mẹ của Trân nó, dâu á cô. Dạ. Thành ra có lúc mà 5 tháng thì cô rước nó về. À. Về thấy chăm sóc bé cũng hợp, nhưng mà đôi lúc á thì nó cũng hay ép con nó ăn quá hà, đặng cho nó ham mập bự nó mới chịu. Dạ. Nó thấy nó đông mà mới có ăn một tô cháo hoặc tô bột gì đó, cái mới đây để cái đợp chưa rửa nữa, cái pha thêm ly sữa tối nữa, đè nó đổ nhỏ nha, quay lại nhỏ, đưa thì nhỏ khóc, đưa qua đây thì nhỏ khóc. Vậy mà nó gán ép mình thì mình nhót ruột, nói trời ép ăn dữ con nha, cái bụng nhỏ như con cóc rồi kìa. Bao giờ mẹ có tranh luận về cái chuyện mà chăm sóc con cháu hay kia chưa? Dạ không. Không, mẹ rất là thương luôn á chú. Cái gì mà con làm không đúng á thì mẹ sẽ góp ý. Nhưng mà góp ý với một cách rất là nhẹ nhàng. Có điều nào mà khiến cho chị buồn không? Lúc mà mới về á thì buồn. Lúc mà em ở nhà mẹ ruột của em á, xong rồi em về nhà mẹ chồng á, thì lúc đó là buồn. Tại vì một á là mình trước giờ em chưa bao giờ ở nhà chồng lâu hết á. Là cưới là mới có mấy ngày thôi là em đã lên thành phố làm lại rồi. Rồi sau đó em có em bé thì em mới về nhà. Khi mà về nhà mẹ thì buồn là xa chồng. Mình muốn cái gì, mình làm cái gì mình cũng phải tự thân mình làm. Tại vì nói chung là mẹ cũng có mở lời, mẹ nói ừ con muốn cái gì á, khó khăn cái gì thì nói với mẹ. Nhưng mà mình kiểu như mình lúc đó là chưa có tình cảm nhiều á, mình cũng sợ nên là cũng chưa có chia sẻ với nhau nhiều, nên là lúc đó là cảm thấy buồn. Với lại á, mẹ chồng em á rất là thương con trai luôn, tự nhiên mình cảm thấy tủi thân, tự nhiên mình đi ghen tị với chồng mình. Ghen tị với chồng là sao mẹ thương chồng nhiều quá vậy, sao không thương con dâu gì hết. Lúc đó là mới về là tự nhiên cái mình suy nghĩ là mình đi ghen tị với cái tình thương mà của mẹ dành chắc cho con chồng. Chắc là lúc mình mới sinh cái tâm lý nó không có ổn định. Dạ, chắc là lúc đó tâm lý không ổn định hay sao. Bây giờ thấy mẹ thương con nhiều hơn chồng chưa? Dạ. Bây giờ lúc nào mẹ cũng nói là con là con gái út của mẹ hết. Con gái ta. Dạ. Giữa hai mẹ con mình có cái kỷ niệm nào đáng nhớ không chị? Có cô. Dạ. Nhớ đi làm trà sữa này kia đó, cái đầu cái ngày nào cũng đi rửa chén bát này kia xong á. Nó thì quê ở vùng bảy núi An Giang đó cô. Dạ. Rồi cái về mình dưới đây thì dùng đồng bằng có sông nước rồi ha. Dâu nó xuống sông nó rửa chén bát này kia nó bài ra. Cái sóng tàu nó thích chạy, nó thích ngắm tàu lắm. Chiếc tàu nó chạy ngang qua một cái nó đưa sóng vô rồi xong rồi cái nó giạt ra cho mình chụp cái cây với chú linh.
Rồi cái bắt đầu chụp kịp, món nào chụp được thì chụp, món nào chụp được thì chụp xong hết trơn. Cái mình đâu có biết nó làm rớt cái gì. Cái bắt đầu thay quần áo nó nhảy xuống nó mò. Nó mò mà quần áo nó ướt hết trơn, lên hỏi làm sao ướt con. Thế tại con tắm mẹ ơi, tắm. Cái đầu mình tính tin theo tắm. Cái chiều cha chồng xuống xong, cái cha mới đi tắm, cái bắt đầu ổng gì mà tắm mà đụng đụng với vỏ gì lãng cảng đây chẳng. Cái bắt đầu ổng xách lên nào là giá nè, sạn nè, cái nó dung nữa, bắt từ lúc ba ổng ngón. Cái lên ổng thảy chăn dồi nước đó. Cái hỏi cái gì mẹ, cái gì mà đóng rong đóng kêu thấy ghê mẹ. Trời ơi, cái này chiếc bát cái nồi chắc thuộc không chứ gì đâu. Đâu con coi lại cái gì vậy. Nó nói vậy là chắc cái món đồ này mà con làm rớt hồi sáng quá, con chụp không kịp mẹ. Vậy hả? Vậy chỉ nghe con đi rửa chén vài lần nữa chắc không còn có chén ăn cơm nữa con. Thì mẹ con gắn kết như thế, có bao giờ mẹ con tâm sự hết tất cả những câu chuyện như nãy giờ con kể với chú này kia không? Dạ chưa. Chưa luôn. Dạ. Vậy thì con làm sao để kết nối tình yêu thương của mẹ? Có gọi điện thoại thường xuyên cho mẹ hay chăm sóc mẹ gì không? Dạ có. Tuy là làm ở trên thành phố nhưng mà hai vợ chồng á, trước khi mà cha với mẹ biết chơi Zalo với Facebook á thì là gọi bằng số điện thoại. Còn bây giờ á thì là gọi thấy mặt nhau á cũng hay gọi lắm chú, nhưng mà đến khi mà mẹ rước em bé trên nhà ngoại về á thì có em bé nên ngày nào cũng gọi hết. Nhưng mà con nghĩ là ở lâu á cô, mến tay mến chân đi chắc buồn lắm cô hả? Ờ đi buồn lắm đó cô. Yeah. Cái ngày mà nó đi về quê mẹ nó để nó cai sữa em bé, nó gửi mẹ nó lên trên nội á. Dạ. Yeah. Cô ở đây thì cũng đơn chiếc lắm. Rồi nó đi cô ơi, ở nhà tôi nhìn những cái món đồ nó còn bỏ lại nào, đôi dép hay cái áo gì hay gì, đồ chơi gì có nhỏ ha. Nước mắt tự nhiên nó chảy rưng 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 mà 3-4 ngày nó mới hết rồi cô. Không biết sao dữ không biết. Bây giờ thì gửi con cho mẹ chăm luôn rồi sao? Rồi hiện tại giờ là tôi đang chăm nó. À dạ. Yeah. Con đi làm với chồng con ở Sài Gòn. Dạ. Yeah. Bao lâu con mới về thăm mẹ chồng? Về công việc của con á thì không có được nghỉ nhiều. Phải làm suốt tuần hết, làm từ đầu tháng đến cuối tháng. Nên là cái việc mà về thăm cha mẹ nó khó. Nên là khoảng 1 tháng hoặc là hơn 1 tháng, nhiều khi 2 tháng mới về 1 lần. Thì nhớ con, nhớ mẹ này kia lắm đúng không? Dạ. Yeah. Về cái đầu cũng khuya lắm. Chú không về cái đầu cũng như cái chạm dừng chân vậy đó. Ghé qua một đêm, ngủ một đêm rồi sáng lại đi về quê ngoại. Rồi cái đầu ở cũng 1 ngày hay gì, cái trở lại về nhà nội đây ngủ một đêm. Cái cũng đi nữa, mình cũng buồn lắm chứ. Con mà nó lâu lâu nó về cái mừng lắm, mà không có thời gian cái tâm sự gì trơn. Nó đi rồi cái thành ra mình cũng thông cảm cho nó. Thấy nó cũng điều kiện với lại mà cái thời gian không có đó cô, thành ra cũng thông cảm lắm. Cô có định là lên sống chung với anh chị luôn không? Chắc không đâu. Tại nhà cô á thì cái điều kiện nó thoải mái, giường được này kia, thấy cái không khí nó mát mẻ trong hơn trên đây. Dạ. Lên đây nó ngột ngạt. Dạ, lên đây mới dài lên đây hả thôi. Có ngực quá trời luôn rồi, không có cây cối gì trơn. Bốn vách tường với người ta đi hết trơn, nó đóng cửa lại hết trơn rồi. Không có chuyện gì với ai được hết trơn. Nó buồn quá. Dạ. Mà chứ chắc ngày nào đó mình cũng sẽ tìm cách nào đó để làm việc gần con hơn, gần mẹ này kia hơn. Dạ. Để có sự gắn kết nhiều hơn nữa. Mỗi lần đi gan ghé ngang cái đi chắc cũng rứt ruột lắm ha. Dạ. Nó đợi con nó ngủ hoặc là bồng đi ra xe hè đó, rồi cái hai chồng trốn con đi. Không ai muốn điều đó hết trơn á. Chắc có lẽ vì mưu sinh, vì cuộc sống như thế hả? Dạ. Chắc chắn rằng những cái nỗi lòng đó ai cũng hiểu cả. Có một lá thư của chồng em gửi nha. Dạ. Xin chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Hôm nay qua chương trình, em có vài lời gửi tới mẹ và vợ. Trước tiên, con cảm ơn mẹ vì đã luôn yêu thương gia đình nhỏ của con, chăm sóc bé Phúc. Con mong mẹ luôn giữ gìn sức khỏe, bớt làm việc lại, bớt lo lắng cho vợ chồng con. Còn vợ thì anh mong em và mẹ chia sẻ với nhau nhiều hơn, để tình cảm hai mẹ con ngày càng gắn bó, cho gia đình mình lúc nào cũng vui vẻ và đầy tiếng cười. Cuối thư, con xin chúc mẹ và bà vợ luôn có nhiều sức khỏe. Cảm ơn chương trình đã là cầu nối để gắn kết những cái tình cảm của mẹ chồng nàng dâu. Chúc chương trình ngày thành công và được nhiều người yêu thích. Qua câu chuyện ngày hôm nay thì con có muốn nói với mẹ điều gì không? Tự nhiên lên đây cái tự nhiên cảm cảm động. Bây giờ cô ôm con dâu đi. Rồi cô muốn điều gì nói với con dâu? Muốn con dâu thay đổi điều gì không? Con dâu ráng giữ gìn sức khỏe nha. Rằng mà có sức khỏe này kia làm việc cho nó tốt. Mẹ mong ngày con trở lại về gia đình, để mà mẹ con mình vui vẻ hơn, đoàn tụ rồi gia đình cho nó sum họp.
Mẹ mong nhiều đó, giữ gìn mẹ cố gắng nhiều ha. Dạ cảm ơn. Con muốn nói với mẹ điều gì nói đi. Qua chương trình này á, con cũng cảm ơn mẹ. Con cũng muốn nói là cảm ơn đến với mẹ là nhiều lần rồi, nhưng mà mình không biết phải bày tỏ như thế nào hết. Tại vì mẹ với cha lúc nào cũng quan tâm hai vợ chồng hết á. Nhưng mà về kinh tế mình chưa ổn định nên mình phải cố gắng đi làm. Hai vợ chồng lúc nào đi làm trên đây thì cũng mong là sau này sẽ có điều kiện để mà về gia đình để ở với cha mẹ. Không sao, mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh con hết trơn á, rồi con đừng có nghĩ ngợi gì nhiều. Dạ cảm ơn mẹ. Chúc cho gia đình sớm gần nhau nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn. Chúc gia đình bình an, hạnh phúc và thành công. Dạ con cảm ơn chú. Chúc vợ chồng con sẽ mau sớm vượt qua những giai đoạn khó khăn và có thể thành công rực rỡ trong giai đoạn sớm nhất nha. Dạ. Rồi, một kỷ niệm gửi tặng chương trình. Cảm ơn chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Dạ. Cảm ơn chú Huyền Linh, cảm ơn cô Lê Lộc nhiều. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình để có thể nhớ chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu nha. Dạ. Dạ con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô và chị một ít quà. Em xin gửi tặng chị bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Son lì không chì với nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, giúp tự tin trong mọi ánh nhìn. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-in-1 Carefor. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Carefor gắn kết yêu thương, hương thơm còn mãi. Gửi tặng cô. Còn đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Agino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình ạ. Cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn chị.